Em xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dũng Hoàng. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em 10 chiếc đồng hồ mang những cái nét vintage, công sở, thanh lịch, cực kỳ cổ điển và giá cực kỳ hợp lý. Và trong video ngày hôm nay thì có những cái mẫu đồng hồ nó rất là sang trọng anh em nhé. Mùa hè này thì anh em mặc quần Âu, áo sơ mi cũng như là đi giày Tây, diện những chiếc đồng hồ vintage dáng công sở như thế này cực kỳ đẹp. Và nó rất là nhẹ nhàng, nó không cầu kỳ anh em ạ. Lứa tuổi nào anh em cũng có thể đeo được. Và anh em nào lần đầu biết đến kênh đồng hồ cổ của em thì hãy nhanh tay đăng ký và nhấn vào biểu tượng của chuông để mỗi khi em ra video mới thì tất cả các anh em đều xem và theo dõi được. Và tất cả những sản phẩm bên shop đồng hồ cổ Dũng Hoàng em bán ra thì đều cam kết là hàng chính hãng, nguyên zin nguyên bản. Và nếu mà anh em phát hiện hàng fake, hàng nhái, hàng không đúng như lời mô tả, lời giới thiệu của em trong video thì tất cả các anh em thì bên em sẽ hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm anh em nhé. Để tất cả các anh em cùng yên tâm sưu tầm được những chiếc đồng hồ mang những cái nét vintage xưa cao này, mang những cái nét cổ điển, thanh lịch và rất là đáng được sưu tầm anh em nhé. Và đây là một chiếc thẻ bảo hành chính hãng đồng hồ cổ Dũng Hoàng bên em. Và đây là một cái card visit. Và để không làm mất thời gian của tất cả các anh em thì sau đây em sẽ vào mô tả từng chiếc đồng hồ một và giá để tất cả các anh em cùng tham khảo và cùng lựa chọn em nhé. Và chiếc đồng hồ đầu tiên đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ với một cái thương hiệu rất là mạnh anh em ạ, mang thương hiệu Vomac. Cái thương hiệu này là một trong những cái thương hiệu ít có tại thị trường Việt Nam mình. Và đây là một chiếc đồng hồ cá nhân em đánh giá độ mới phải tầm 98% anh em ạ. Nó rất là mới. Và chiếc đồng hồ này thì nó sản xuất vào những năm 1960 anh em nhé. Chạy với bộ máy cơ con đánh dây. Và em lên cót tay cho nó anh em nhé. Những chiếc cót tay này rất là dễ sử dụng thôi anh em ạ. Anh em mua về chơi những chiếc đồng hồ cót tay này thì nó bền, nó không bị hỏng vặt. Và anh em mỗi ngày cà phê thì lên cót cho nó cực kỳ là đẹp. Và nó có những cái nét vintage xưa rất là cao. Anh em thấy không? Cái logo bên dưới chữ vua mắt có như kiểu có đôi mắt đấy anh em ạ. Cái thương hiệu này cũng rất là nổi tiếng bên nước ngoài, rất là đắt đỏ anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy cơ cót lên dây. Khung vỏ bọc vàng còn rất là mới và đẹp. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy. Đáy của thương hiệu này thì còn nguyên zin nguyên bản, nó làm hiệu ứng kiểu bắt sáng rất là tốt anh em ạ. Cực kỳ là đẹp. Và chiếc đồng hồ này thì được em kết hợp với một sợi dây da bò màu xanh. Cái sợi dây này này thì cũng rất là ít có anh em nhá. Cái sợi dây da bò xanh này này phải nói là cực kỳ là hiếm, bởi vì là đặt cũng rất là khó và nó rất là tây anh em ạ, vintage. Nên là anh em mua chiếc đồng hồ này giá cũng rất là hợp lý thôi. Đồng hồ chính hãng mà anh em sưu tầm được một chiếc đồng hồ với cái dây mặt xanh rất là đẹp. Size 34.5mm anh em ạ. Và mỏng 10mm anh em nhé. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Phải nói là nó rất là đẹp và rất là sang trọng anh em ạ. Chiếc vua mắc với một cái thương hiệu mạnh này, chạy rất là chuẩn xác anh em nhé. Và bên shop đồng hồ cổ Dũng Hoàng em đang bán sản phẩm này mã số 1 giá 5.500.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ hai trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ phải nói là cực kỳ đẹp. Và nó là một chiếc đồng hồ mà gần như là hàng nót anh em ạ. Chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Thụy Sĩ mang thương hiệu Pilot. Và cái thương hiệu này cũng là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ anh em nhé. Và anh em thấy không, từng góc cạnh, từng đường nét, nó gần như là một hoa hậu anh em ạ. 60 tuổi rồi mà nó, anh em thấy không, gần như là không có một cái nét thời gian nào hiện hữu trên một chiếc đồng hồ cổ 60 tuổi rồi, còn nguyên zin nguyên bản anh em nhá. Đúng zin có chữ có cái logo thương hiệu Pilot cực kỳ là nổi tiếng. Và anh em thấy nước vàng này nó cực kỳ là đẹp anh em ạ. Khung vỏ bọc vàng, cái nước vàng này em nghĩ là nó sẽ trường tồn mãi với thời gian, bởi vì 60 tuổi rồi mà nó còn nguyên zin nguyên bản như này thì thử hỏi là anh em mua về đeo và giữ gìn nó đến bao giờ nó mới hỏng hóc được anh em. Cái mạ vàng đời xưa cực kỳ là dày dặn và đẹp. Đáy được làm từ thép không gỉ anh em này, còn nguyên mộc nguyên bản anh em nha. Đấy, cực kỳ là đẹp. Và cá nhân em đánh giá chiếc đồng hồ này nó còn zin như này, núm còn zin kiếm được cũng rất là khó và độ mới còn cao. Nó là một chiếc đồng hồ đáng được sưu tầm anh em ạ. Và em kết hợp với chiếc đồng hồ này một sợi dây da bò màu xanh lavi rất là sang trọng anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 34mm.
mỏng là 10mm anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Phải nói là một bản đồng hồ cá nhân em đánh giá cũng là một chiếc đồng hồ giá trị sưu tầm rất là cao, mới tinh anh em ạ. Và kiếm được những chiếc đồng hồ zin mà còn mới như này khó lắm anh em nhá. Chưa spa, chưa động chạm bất cứ cái gì cả anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì shop đồng hồ cổ Dũng Hoàng em đang giao lưu mã số 2, giá 5.500.000 đồng anh em nhá. Và chiếc đồng hồ thứ 3 trong video ngày hôm nay là một trong những cái thương hiệu rất là lớn của Thụy Sĩ, mang thương hiệu Magic. Chiếc đồng hồ này thì cũng cực kỳ ít có tại trường Việt Nam mình, anh em thấy không? Một cái thiết kế kiểu dáng rất là đẹp và mang những cái nét vintage xưa, cổ điển, thanh lịch, độ mỏng hoàn hảo. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái dial nền mặt trắng nguyên zin. Đấy, anh em thấy không? Nó trải tia dưới ánh điện rất là tốt và nó còn zin mộc nguyên bản. Chiếc đồng hồ này thì có một cái niềng benzen, anh em thấy không? Nó làm kiểu phay xước rất là đẹp. Đấy, và bốn chân càng nó làm kiểu mắt cạnh nó rất là ôm tay. Đấy, và tổng thể nguyên bản. Đấy, đáy được làm từ thép không gỉ, anh em cùng chiêm ngưỡng. Đấy, cái nước đáy của nó còn rất là mới, nguyên zin. Và chiếc đồng hồ này thì được em kết hợp với một sợi dây da bò màu đen làm nổi lên cái nền mặt trắng. Anh em thấy không, sưu tầm được những chiếc đồng hồ cổ vintage nó đã khó rồi mà kiếm được những chiếc đồng hồ đẹp phải nói là không có nhiều anh em ạ. Size mặt là size 34, mỏng 8,5mm anh em nha. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Bản đồng hồ, những cái phiên bản đồng hồ thanh lịch, cổ điển và rất thích hợp cho anh em công sở anh em nha. Nhã nhặn lắm anh em ạ. Đấy, áo sơ mi diện lên phải nói là quá là tinh tế anh em nhé. Và chiếc Magic này thì bên shop đồng hồ Dũng Hoàng em đang bán là 4.500.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ tư trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ thương hiệu cũng rất là lớn, mang thương hiệu Mivane. Thương hiệu này cũng rất là ít có tại trường Việt Nam mình anh em nhé. Chiếc đồng hồ này độ mới phải tầm 97-98% đấy anh em ạ. Anh em thấy không, em quay gần như là cận cảnh để tất cả các anh em cùng ngắm cái nền mặt cũng như là từng góc cạnh của chiếc đồng hồ này. Đấy, nguyên zin nguyên bản bao năm rồi mà anh em thấy không, nó gần như là quá là xuất sắc. Đấy, cá nhân em nói là 60 tuổi rồi mà anh em mình còn có những cái nét thời gian, nhiều khi là có những cái vết sẹo thời gian, huống chi là một chiếc đồng hồ anh em sử dụng hàng ngày mà nó còn đẹp như này, nguyên zin như thế này thì phải hỏi là những người sưu tập và những người chơi trước rất là giữ gìn anh em nhé. Chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy cơ cót lên dây và được sản xuất vào những năm 1960. Đấy, nên dây rất là mượt mà, nghe tiếng phải nói là rất là chắc nịch anh em ạ. Đấy, anh em chỉ cần lên cót và chỉnh giờ, thế là anh em đeo thôi. Và chiếc đồng hồ này thì cũng được em kết hợp với một sợi dây da bò màu đen làm tôn lên cái vẻ mặt trắng này. Nhìn nó rất là thanh lịch anh em ạ. Đấy, size mặt 34.5mm và mỏng 9,5mm anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Mivane, anh em thấy không? Rất là sang trọng và nhìn nó bóng bẩy lắm. Nhìn nó mỏng đúng dáng vintage xưa. Và chiếc Mivane này thì bên shop em đang giao lưu là 4.600.000 đồng anh em nhé, mã số 4. Và chuyển sang một trong những cái chiếc mặt vàng mỡ gà. Đấy, hai chiếc trước là những cái chiếc đồng hồ mặt trắng rồi, đến mã số 5 là chiếc đồng hồ Elanza anh em ạ. Một trong những cái chiếc đồng hồ phải nói là cá nhân em đánh giá một cái nền mặt vàng mỡ gà của nó phải nói là hút mắt và cực kỳ là tinh tế anh em nhé. Một cái thiết kế dáng tròn cổ điển và các cọc số anh em thấy không, các cọc số nổi rất là đẹp. Và chiếc đồng hồ này thì được sản xuất vào những năm 1960, khung vỏ được bọc vàng và đáy được làm từ thép. Đấy, tổng thể zin mộc nguyên bản anh em nhé, nước vàng cũng còn rất là đẹp. Đấy, được làm từ thép nguyên zin nguyên bản anh em thấy, còn có sớ. Đấy, có chuyện dòng chữ Swissmade. Cái phiên bản đồng hồ này thì sản xuất chính hãng tại Thụy Sĩ anh em nhé, chạy với bộ máy có cơ cót lên dây 17 GBL. Anh em thấy không, có một cái vị trí lịch cốc 3 giờ, rất là nhìn nó rất là đã và hút. Đấy, nó lộng lẫy lắm anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì được em kết hợp với một sợi dây da bò đen. Đấy, vàng đen. Đấy, hai tông màu chủ đạo. Và size mặt của chiếc đồng hồ này là 34.5, mỏng độ khoảng 10,5mm anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em thấy không, nhã nhặn cực kỳ luôn. Mà đeo những chiếc đồng hồ vintage dây da này nó sang lắm anh em ạ. Anh em nào mà đang chơi và mới tập chơi thì cũng tìm hiểu và chơi những chiếc đồng hồ này, ít nhất là có một vài chiếc trong bộ sưu tập cá nhân của mình để đeo thay đổi. Và nó toát lên cái vẻ lịch sự sang trọng, và hơn thế nữa nó toát lên cái những cái
khí chất của người biết chơi đồng hồ anh em ạ. Chiếc Veranza này thì bên shop đồng hồ cổ em đang bán là 4.500.000 đồng anh em nhé. Mã số 5. Và mã số 6 trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Hutana, chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ, và nó cũng là một chiếc đồng hồ phải nói cá nhân em đánh giá nó cũng rất là đẹp, với điểm độc đáo đó chính là bốn chân càng, anh em thấy không? Nó làm bốn chân càng dài, nó như kiểu là một cô gái chân dài anh em ạ. Đấy, nó kiểu nó lên tay nó rất là ôm tay, và nhìn cái nó tôn lên cái bốn chân càng này nó rất là đẹp. Chiếc Hutana này thì được sản xuất vào những năm 1960, chạy với bộ máy cơ con linh dây anh em nhé, và nó chạy hoạt động rất là mượt mà và chuẩn xác. Đây, em lên cót để tất cả anh em nghe tiếng cót của nó rất là êm và nó cũng rất dễ sử dụng thôi, chạy hoạt động rất là mượt mà anh em nhé. Hutana cũng rất là ít có cái thương hiệu này tại trường Việt Nam mình. 17 GB, có một vị trí lịch tiện lợi. Đấy, đáy được làm từ thép, anh em cùng chiêm ngưỡng nhé. Nước thép của nó phải nói là cũng còn rất là mới và cũng chưa có động chạm spa xử lý bất cứ một cái gì cả. Anh em chơi đồng hồ phải mình phải biết chơi, và mình chơi những cái chiếc đồng hồ mà còn nguyên bản như này thì nó sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian anh em nhé. Chiếc đồng hồ này thì được em kết hợp với một sợi dây da bò đen, đấy, làm tôn lên cái vẻ mặt trắng rất là đẹp. Và size mặt của chiếc đồng hồ này là một cái size 33.8, sắp xỉ 34 anh em ạ. Nhưng mà bốn chân càng nó dài nên tay phải tầm 34-35, em mỏng 10mm anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng ngắm bản Hutana. Đấy, lên tay anh em thấy không, bốn chân càng nó tôn lên nhìn nó rất là đẹp, nhã nhặn lắm anh em ạ. Và chiếc Hutana này thì em đang giao lưu mã số 6 là 4.500.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ 8 trong video ngày hôm nay là một bản Enika, chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ, bản Enika cá heo. Chiếc đồng hồ chạy với bộ máy tự động nguyên zin anh em nhé. Anh em thấy không, đơn giản tinh tế mà không kém phần long trọng, sang trọng lắm anh em ạ. Nước vàng này, đấy, anh em thấy không, còn mới nguyên. Đấy, có chuyện cái logo cá heo cũng như là cái quả địa cầu. Bản cá heo này là một trong những cái bản đồng hồ mà cũng rất là hiếm anh em nhé. Sưu tầm cũng không phải dễ. Bản Enika cá heo nguyên zin, chạy với bộ máy tự động, được sản xuất vào những năm 1960 anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái dial nền mặt trắng nguyên bản, các cặp số nổi có một vị trí lịch góc 3 giờ. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 35 chuẩn anh em nhá, tự động. Và giày nó khoảng 11mm anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem chiếc đồng hồ tự động anh em nhá, giá cực kỳ hợp lý cho anh em mua sưu tầm anh em ạ. Và chắc là cũng là chiếc đồng hồ mà giá rẻ nhất trong những cái dòng tự động, mà bản này cũng là nguyên zin 100%. Giá chiếc đồng hồ này shop em đang giao lưu là 3.800.000 đồng anh em nhé. Giá rất là rẻ cho một chiếc đồng hồ phải nói là đẹp cực kỳ luôn anh em ạ. Và chiếc đồng hồ thứ 9 trong video ngày hôm nay là một bản đồng hồ chính hãng Thụy Sĩ mang thương hiệu Lux. Cái thương hiệu này phải nói là cũng không có nhiều tại thị trường Việt Nam mình đâu anh em ạ. Chạy với bộ máy cơ con lên dây và được sản xuất vào những năm 1960 anh em nhé. Anh em thấy không, một chiếc đồng hồ có cái kính mà nó còn núp như thế này, cái kính nhựa Meca mà 60 tuổi rồi nó còn nguyên zin, thì anh em biết là cái giá trị sưu tầm này cũng như là cái người sưu tầm trước ấy, họ ấy giữ gìn như nào anh em nhá. Đấy, nước vàng bọc dày dặn và còn rất là đẹp. Đấy, đáy được làm từ thép và nguyên zin nguyên bản, cũng không có nhiều. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái nền mặt anh em thấy không, nó trải tia rất là đẹp. Đấy, chạy với bộ máy lên dây 21 chân kính. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 33.5, mỏng 9mm anh em ạ. Và em kết hợp với một sợi dây dây da bò màu nâu rất là đẹp. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em thấy không, nhìn cái núp nó phê lắm anh em ạ, nó như một dòng nước rất là đẹp và đã. Và chiếc lock này thì bên em đang giao lưu rất là rẻ anh em nhỉ, có 4.300.000 đồng thôi anh em ạ. Đấy, rất là đẹp. Và anh em muốn mua những chiếc đồng hồ vintage như này phải chọn những chiếc đồng hồ nguyên zin, chơi nó mới thích anh em ạ. Và chiếc đồng hồ thứ 10 trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Sigma. Cái thương hiệu Sigma này ấy, phải nói là bên nước ngoài nó đắt cực kỳ luôn anh em ạ. Nó rất là bên nước ngoài thì họ rất là thích cái thương hiệu Sigma này, và nó cũng là một cái thương hiệu nổi tiếng anh em nhé. Và em xin gửi đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ zin 100% cả dây này, khóa tổng thể. Và nó có hai tông màu đường mi là một cái niềng anh em thấy không, bọc vàng này, và khung vỏ thì được làm từ thép không gỉ.
Và anh em nhìn sợi dây mắt cá cực kỳ đẹp, có dòng chữ Sigma này, stainless steel này. Bản đồng hồ chạy với bộ máy có con lên dây hai kim kiểu thiết kế hoàng gia anh em nhé, rất là sang trọng. Đấy, lên cót phải nói là rất là êm và nó chạy rất là chuẩn anh em nhé. Cái dáng của nó kiểu nó dáng bầu ấy, nó không tròn hẳn kiểu đấy, nên tay phải nói rất là sang trọng. Và chiếc Sigma này thì nguyên zin 100%, nên là anh em chơi những chiếc đồng hồ này thì phải nói là tuyệt vời anh em ạ. Size 34 anh em nhé, rất là to đấy, kiểu dáng bầu như này đó, 34. Và mỏng, chiếc đồng hồ này mỏng có 7mm anh em ạ. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em thấy không? Sang trọng cực kỳ luôn. Mà đeo những bản thép này thì không biết bao giờ nó mới hỏng được anh em ạ. Bởi vì là thép Tây nó làm cực kỳ chất lượng. Anh em thấy không? Quá là tuyệt vời anh em ạ. Và chiếc Sigma này thì bên shop em đang giao lưu mã số 10, giá 4.200.000 đồng anh em nhé. Và vừa rồi thì em có gửi đến tất cả các anh em 10 chiếc đồng hồ. Những chiếc đồng hồ này phải nói là tầm trung, tầm anh em nào cũng có thể mua sưu tập được anh em ạ. Có 4 đến 5 triệu thôi mà anh em nhận lại được những cái gì. Anh em nhận lại được một chiếc đồng hồ chính hãng, đồng hồ Thụy Sĩ này. Cái thứ hai là anh em nhận được cái giá trị thời gian, cái giá trị mà anh em đang theo đuổi. Bởi vì thời gian luôn là vàng, nên là anh em sưu tập những chiếc này người mà toàn những cái chiếc đồng hồ nguyên zin thôi, nên là anh em mua bên shop đồng hồ của em ấy thì mua được cái giá trị về mặt thời gian này, mua được những cái nét vintage, nét cổ điển, và hơn thế nữa anh em mua được cái niềm tin anh em ạ. Và tất cả những cái sản phẩm bên em bán ra thì đều cam kết là hàng nguyên zin chính hãng. Và tất cả những mẫu sản phẩm đồng hồ này thì bên em bảo hành từ 3 tháng đến 12 tháng anh em nhé, tùy thuộc vào giá của từng sản phẩm này. Và tất cả những chiếc đồng hồ bên em bán ra thì đều cam kết nguyên zin nguyên bản và có một cái thẻ bảo hành nguyên bản như này. Và cũng như đây thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em đã luôn tin tưởng và ủng hộ shop đồng hồ cổ Dung Hoàng em trong suốt thời gian dài vừa qua. Và cũng có rất nhiều anh em thì cũng mong muốn là shop em thì lên nhiều video hơn và lên nhiều những chiếc đồng hồ độc hơn, thì em cũng hết sức cố gắng để gửi đến tất cả các anh em những chiếc đồng hồ đẹp nhất và giá trị nhất. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video này. Em xin kết thúc video tại đây.